Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo U19 Việt Nam với U19 Thái Lan 20 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022, AFF U19 Championship 2022. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với 5 đối thủ khác là U19 Indonesia, U19 Philippines, U19 Brunei, U19 Myanmar, U19 Thái Lan. Ngoại trừ trận hòa 0-0 trước chủ nhà Indo ở trận mở màn, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam toàn thắng ở 3 trận còn lại và đang dẫn đầu bảng với 10 điểm. Tương tự, U19 Thái Lan cũng đang có 10 điểm nhưng xếp sau chúng ta vì thua hiệu số bàn thắng bại, cộng 6 so với cộng 9. Đây là lợi thế lớn của U19 Việt Nam trước trận gặp người Thái ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Nếu có ít nhất 1 điểm, chúng ta sẽ chắc chắn đi tiếp bất chấp kết quả trận U19 Indonesia có ra sao. Còn nếu thua, U19 Việt Nam phải trông chờ đội chủ nhà cũng phải mất điểm trong trận đấu cùng giờ. Nhìn tổng quát, ta có thể thấy màn trình diễn của U19 Việt Nam là khá ổn ở giải đấu này. Trong lịch thi đấu dày đặc 2 ngày trận, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã thực hiện được ý đồ xoay tua tạo điều kiện cho các cầu thủ có điều kiện ra sân để trải nghiệm thi đấu quốc tế và giúp cho các trụ cột đảm bảo được tình trạng thể lực tốt nhất. U19 Thái Lan không cho thấy sức mạnh tấn công bùng nổ khi chỉ thắng sít sao trước các đối thủ yếu hơn, 2-0 trước Brunei, 1-0 trước Philippines. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 trước U19 Indonesia cho thấy voi chiến cũng thể hiện được trình độ của một đội bóng hàng đầu khu vực. Trước sức ép của khán giả chủ nhà, các cầu thủ Thái vẫn bình tĩnh triển khai lối đá, hóa giải mọi áp lực trên sân và gây sức ép trước U19 Indo nữa. Vì thế, việc U19 Việt Nam sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Với những gì mà hai đội thể hiện suốt 4 trận vừa qua, nhà cái ra kèo U19 Việt Nam chấp 0.25 cho thấy trình độ hai đội khá cân bằng. Tuy nhiên, với nhìn xuyên suốt quá trình thể hiện của các cầu thủ U19 Việt Nam ở kèo châu Á, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, U19 Việt Nam chấp 0.25 full time. Do đây là trận có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp, nên U19 Thái Lan sẽ dâng cao ép sân nhằm có chiến thắng. Với lợi thế thể lực, vì ở trận với Brunei, U19 Thái Lan gần như thi đấu đội hình 2, do đó khả năng cao U19 Việt Nam sẽ chịu sức ép cực kỳ lớn. Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng đã phòng ngự phản công cực tốt trước U19 Indonesia nên họ sẽ không dễ dàng để người Thái có bàn thắng. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo, kèo châu Á, U19 Việt Nam chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, U19 Việt Nam thắng. Kèo tài xỉu, 2.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số, U19 Việt Nam 1, U19 Thái Lan 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.